đầu chưa? Chào các bạn nghe nhạc Giáng sinh có vui không ạ? Nhân dịp Giáng sinh và tuổi trẻ là một cái cách cai nghiện thuốc lá vô cùng và dễ thực hiện. Tôi xin giới thiệu với người mẫu của chúng ta ngày hôm nay, em tên đầy đủ là gì, em có thể giới thiệu cho mọi người được biết được không? Em tên là Cú Minh, năm nay 25 tuổi. Hút thuốc lá được bao nhiêu? Em hút thuốc lá là khoảng gần chục. Giờ em có muốn cai nghiện thuốc lá không? Em có biết cái tác hại của thuốc lá không? Nhưng là mình biết rồi, nhưng mà mình hút rồi thì dạ vâng, em rất vui lòng. Thế thì em sẽ cố gắng là buổi trưa đi làm về nhá, thì em qua văn phòng chỉ 5 phút thôi. Hôm nay quay clip chắc mất 10 phút, nhưng mà bình thường là em chỉ mất khoảng chưa đến 5 phút đâu. Đó. Và bọn chị sẽ làm và hướng dẫn em cách làm nữa cũng được. Và hôm nay thì là lần đầu tiên chị gặp em. Đấy, vì chị muốn là có một cái người mẫu mà hút thuốc lá và muốn cai thuốc lá. Cái phương pháp này chị vừa mới giới thiệu qua với em ấy, nó tên là diện chẩn. Diện tức là mặt và chẩn tức là chẩn đoán. Mình có thể chẩn đoán được các cái bệnh qua mặt. Thế và diện chẩn thì ngoài cái việc chữa bệnh thì còn có ứng dụng làm, nó làm dựa trên cái cơ chế là điều chỉnh cái chức năng thần kinh của cơ thể. Thế nên khi mà mình tác động bằng các cái động tác, rồi các cái dụng cụ, các cái kỹ thuật của diện chẩn lên cái bề mặt da của cơ thể của mình, thì nó sẽ giúp mình điều chỉnh các cái vấn đề về sức khỏe ở trong cơ thể của mình. Tây y thì người ta có một cái nghiên cứu, người ta rút ra cái kết luận là da chính là cái não bộ thứ hai của cơ thể. Cái những cái chạm này, đúng không? Những cái ví dụ như là tiếp xúc giữa bố mẹ rồi là những người yêu nhau, thì khi mà mình chạm qua cái tiếp xúc da thôi thì nó cũng mang lại những cái cảm giác dễ chịu này, rồi yêu thương này, đúng không? Đấy, thì cái da nó chính là một cái não bộ thứ hai của cơ thể. Thế do vậy là phương pháp diện chẩn của thầy Bùi Quốc Châu phát minh vào năm 1980. Đây là một phương pháp hoàn toàn của người Việt Nam phát minh. Và hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho trường. Em có thể về nhà tự làm, hoặc em chưa biết hiểu nhiều về diện chẩn thì em cứ đến đây chừng 3 đến 5 buổi thì chị sẽ giúp em cai được thuốc lá. Cái dụng cụ mà mình sử dụng ở trong cái kỹ thuật cai thuốc lá bằng phương pháp diện chẩn là cái đầu dò của diện chẩn như thế này. Cái đầu dò thì các bạn phân biệt với lại cái đầu của cây sao chổi. Cây sao chổi nó sẽ to gấp 3 lần cái đầu này. Thế còn cái đây là cái đầu dò trong cái cây dò dây, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng đầu dò ở trong các cái dụng cụ như là cây dò gai, dò đinh hoặc là dò cào đều được. Thế còn nếu ví dụ như trường em không có cái đầu này thì em có thể lấy cái chìa khóa, cái đầu chìa khóa em làm cũng được. Em có thể làm một ngày từ 2 cho đến 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 4 đến 5 tiếng thì cái hiệu quả mà cai thuốc lá nó sẽ nhanh hơn. Hoặc không thì cùng lắm là một ngày em chỉ cần làm một lần thôi. Thì ở đây chị thực hiện cho những khách đến văn phòng ấy là một ngày một lần là đã rất tốt rồi. Là họ đã cảm thấy không ngon ngay sau khi mà họ vừa mới làm xong rồi. Nhá. Thì cái cách thực hiện như sau này. Mình sẽ vạch song song và liên tiếp trên da đầu một cái lực hơi mạnh tay một chút, kín toàn bộ bề mặt da đầu nhá. Mình sẽ vạch từ dưới chân tóc này lên đến đỉnh đầu này. Đau không em? Hơi đau. Vạch xuôi, vạch ngược thì thực ra cũng đều được. Đó. Em có nghiện rượu nữa không? Em không. Ác lắm. Lại đẹp trai như thường. Và mình sẽ dừng chừng 30 giây cho đến 1 phút. Bởi vì đây là mình đang nói chuyện với bộ não của mình. Thế nên là mình sẽ như là người ta đánh tín hiệu cốt ấy, tạch tè, tạch tè, tạch tè đấy. Đó. Mình khi sau khi mình vạch xong một vòng, mình sẽ dừng một chút, nói chuyện hoặc là uống nước hoặc là đi lại đâu đó. Và sau đó thì mình sẽ lại vạch. Một lần mình làm nhá, mình sẽ làm 3 vòng như thế. Chào, làm vòng thứ hai này. Lần này chị vạch dọc theo cái chiều tóc của mình hơi dễ. Chắc là đau đúng không? Có chịu được không? Được.
hơn. Có ai hỏi gì không? Giờ này buổi trưa thì chắc là mọi người đang bận ăn cơm hoặc là đi về. Chị hứa là làm từ sáng nhưng mà bây giờ mình nhớ ra vì nhiều việc quá. Rồi bây giờ mình làm vòng thứ 3. Kỹ thuật làm rất là đơn giản. Mọi người nhìn thấy chỉ có vạch cái đường song song liên tiếp khắp da đầu. Mỗi lần thì mình có thể làm cách nhau từ 4 đến 5 tiếng. Ngày mình có thể làm 2 đến 3 lần. Bây giờ thì chị sẽ xin lại cái số điện thoại của trường để trao đổi, cũng như là em có thắc mắc gì thì chị sẽ giải đáp qua điện thoại cho em. Và mai thì em quay lại đây và em báo cáo lại cho mọi người theo dõi cái live stream của văn phòng và cho chị biết là cái kết quả sau một buổi mà em vạch đầu kỹ thuật điện trần để cai thuốc lá như thế nào em. Cảm ơn em. Chưa đến 5 phút đúng không? Thôi. Nhưng mà em